Messi tặng 35 iPhone mạ vàng cho tuyển Argentina. Thủ quân Lionel Messi chi 210.000 đô la Mỹ để tặng 35 chiếc iPhone mạ vàng cho đồng đội, ban huấn luyện và nhân viên đội tuyển Argentina sau chiến tích vô địch World Cup. Mỗi chiếc iPhone được Messi thiết kế riêng với phần mạ vàng 24 carat, sau lưng có in logo tuyển Argentina và họ tên của từng thành viên trong đội tuyển. Lionel muốn làm điều gì đó đặc biệt và vui nhộn để kỷ niệm khoảnh khắc đáng tự hào nhất cuộc đời. Một nguồn tin nói với tờ Sun Anh, anh ấy liên lạc với doanh nhân Ben Lyon và hai người cùng nhau đưa ra thiết kế này. Lyon là giám đốc điều hành của công ty iDesign Go, đơn vị thiết kế được Messi giao có công việc đặc biệt lần này. Ông cho biết Messi là khách hàng lâu năm của công ty và đã liên hệ để đưa ra yêu cầu làm 35 chiếc iPhone mạ vàng vài tháng sau trận chung kết World Cup 2022. Anh ấy nói muốn tặng món quà đặc biệt cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện để kỷ niệm chiến thắng, nhưng không muốn tặng món quà thông thường là những chiếc đồng hồ. Cho nên tôi đề xuất tặng iPhone mạ vàng có in tên của họ, và Messi thích ý tưởng này, Lyon tiết lộ. Argentina đăng quang World Cup 2022 vào tháng 12 năm ngoái, sau khi đánh bại Pháp ở loạt luân lưu trận chung kết. Messi được FIFA trao quả bóng vàng World Cup phần thưởng cho cầu thủ hay nhất giải đấu tại Qatar. Tiền đạo 35 tuổi là nguồn cảm hứng quan trọng đưa Argentina đến trận cuối cùng với 5 bàn và 3 kiến tạo, in dấu giày trực tiếp vào 8 trong 12 bàn đội nhà ghi được từ vòng bảng đến hết bán kết. Ở chung kết, Messi tiếp tục đặt dấu ấn khi trực tiếp ghi 2 bàn, trong đó có quả phạt đền mở tỷ số và phát động tình huống dẫn đến bàn còn lại. Anh còn đá vào lượt luân lưu đầu tiên, tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội thực hiện tốt 3 lượt kế tiếp để Argentina thắng 4-2. Trước vô địch World Cup, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Messi. Anh đã đăng quang những đấu trường danh giá nhất cấp đội tuyển và câu lạc bộ. Messi cũng là cầu thủ đầu tiên 2 lần được trao quả bóng vàng World Cup vào các năm 2014 và 2022. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.